Tôi còn nhớ có một clip tuyển dụng nhân viên hết sức đặc biệt. Người tuyển dụng ứng viên với tiêu chí có thể làm việc 24/24. Tất cả các công việc từ văn phòng đến chăm sóc nhà cửa, nuôi trẻ, làm suốt năm mà không có lương. Các ứng cử viên lúc đầu cảm thấy rất kỳ lạ, họ đắn đo và không tin nổi trên đời này lại có một công việc quái lạ như vậy. Đến khi các ứng viên chán nản và nói trên đời này làm gì có ai chịu làm công việc như vậy, người tuyển dụng ấy mới nói rằng mẹ bạn làm được đấy thôi. Vâng, chính mẹ là người làm tất cả mọi việc đó, không than trách, không cảm thấy vất vả và tất nhiên là không có khoản lương nào được trả cho mẹ. Tất cả những gì mẹ cần chỉ là nhìn thấy các con mình lớn lên, hạnh phúc và vui vẻ. Trong lòng mẹ, đó chính là khoản lương hậu hĩnh nhất mà mẹ được nhận. Có một câu chuyện nữa có thật về tình mẫu tử, không biết các bạn đã từng nghe chưa? Chuyện kể về một ca sinh non của một người mẹ tại Úc. Hai vợ chồng đã cố gắng rất nhiều để có con. Niềm vui đã nhân đôi khi người mẹ ấy mang song thai. Tuy nhiên, đến tuần thứ 26 của thai kỳ, cô đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ và sinh non. Cặp song sinh một trai, một gái chào đời, nhưng khi bé gái cất tiếng khóc thì bé trai lại im lặng. Các bác sĩ đã nói với cô đặt tên cho con trai mình và đồng thời thông báo rằng con trai cô đã ngừng thở, chỉ cách 2 phút từ trước lúc được sinh ra. Hai vợ chồng cô rất đau khổ, họ cảm thấy có lỗi với con trai. Cả hai người quyết định cởi áo, cùng nằm trên giường bệnh và truyền hơi ấm cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Cô nói rằng cô thấy con trai mình lạnh toát nhưng dường như vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt. Và rồi hai vợ chồng ôm chặt bé trong lòng, bắt đầu nói chuyện với bé về ý nghĩa cái tên của con. Rằng cậu bé có một cô em gái và họ không muốn cậu ra đi như thế. Họ cũng kể những vất vả khó khăn để có được cặp song sinh này. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, bé trai bắt đầu thở mạnh hơn, cử động các ngón tay và cảm nhận niềm vui, hạnh phúc và hơi ấm từ bố mẹ. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, bé đã dần hồi phục. Qua 5 năm khi điều kỳ diệu ấy xảy ra, hai bé song sinh vẫn đang rất khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì cho các bệnh do sinh non. Chính niềm tin của người mẹ đã đem lại sự sống cho đứa con yêu quý. Khi cô cảm thấy con mình còn hơi thở, có nghĩa là còn sự sống, cô không bỏ cuộc. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, hiện hữu nhất trong cuộc sống. Dù bạn là ai, là chủ tịch của một tập đoàn quy mô hay một anh nhân viên thường, bạn là một cô bé 12 tuổi hay là một quý bà 40, đối với mẹ bạn vẫn mãi mãi là đứa bé, là con của mẹ, là niềm hạnh phúc của mẹ. Có khi nào trong cuộc sống tấp nập hối hả này, bạn chỉ mong ước được ăn cơm mẹ nấu hay rút trong lòng mẹ ngủ? Bây giờ khi chúng ta đã có quá nhiều bộn bề lo toan, con đường của chúng ta quá gập ghềnh, gian nan, hãy luôn tin rằng ta có một mái nhà, một người phụ nữ tuyệt vời vẫn luôn mong chờ ta trở về.